Rồi Sơn xin chào cả nhà mình nha. Thì hôm nay mình mới sưu tầm được một con máy. Con máy này thì trước đây nó có một cái loại là cái lưỡi lam nó dài. Thì cái đó dùng mình cưa cái mặt cắt lớn. Còn cái này á mình thấy nó cũng nó ngắn thôi. Thì cái lực của nó cũng có lực hơn. Tại vì mình sẽ ứng dụng nó vô mình làm lũa là một nè. Nếu mà cái lam dài mình làm lũ nó, mình làm cây lớn thì được, còn mình làm cây nhỏ nó rất là dễ bị sốc. Còn mình thấy cái thằng này là nó nhỏ đó, nó nhỏ nên là mình sẽ dùng nó làm lũ, hoặc là mình cắt những cái thân ngắn ngắn nữa đó. Thì mình thử thử đi, mình thử thử coi thử như thế nào nha. Cái này thì mình nó gửi về là nó chưa có lắp đâu, thì lắp thì nó cũng rất là dễ thôi. Giờ mình cũng đã lắp xong rồi và mình cũng đã chạy thử rồi đây. Nhưng mà cái này nó hay một cái là mình phải bóp khó thì nó mới chạy nha. Lúc đầu mình nói sao nó không có chạy, cuối cùng mình bóp cái khó này lại thì mình mới chạy được. Nó rất là hay. Cái này mình mua cái này nó có hai cục pin. Cái loại một cục pin thì nó rẻ tiền hơn tí xíu, còn cái này có hai cục pin ở gần 1 triệu. Đó, 990 mấy ngàn á, thì có hai cục pin. Thì hết pin thì mình sạc thôi, mình rất là tiện lợi và di động luôn nha. Đó. Thì mình có thể mình tìm mua ở trên mạng á, máy cưa cầm tay thì nó sẽ có thôi. Nói chung là mình thấy mấy mẫu này nó quảng cáo đầy ngay mà, thì mình có thể mình sưu tầm về cũng được đó. Thì hai cái này mình cũng đã sạc rồi đó, thì bây giờ mình sẽ dùng trước một cái mình xử lý thử nha. Bây giờ mình xử lý thử cái thằng này một chút đi, coi thử nó được không. Mình cái mặt cắt á, nó sẽ không có được láng. Thì nếu mà cưa những cái mặt cắt á, cần láng á, thì mình phải dùng cái cưa lá kia thôi, dùng cái cưa mà cưa truyền thống á. Còn cái này là để mình sẽ tận dụng mình tạo lũa. Thì cái này mình sẽ tăng thêm, mình sẽ nhả thằng này ra một chút xíu. Cái thằng này là thằng chốt. Đó, mình tăng nên nó đỡ dùng, rồi bắt đầu mình tăng mình sẽ chốt lại. Đó. Mình thấy nó có một cái chai dầu thì phải. Đây. Cũng được ấy. Đây, bây giờ mình đang chuẩn bị mình xử lý một cái cây khá là to. Mình sẽ cắt cái thằng này. Cắt bỏ thằng này luôn. Quay cận cảnh cho khán giả xem. Thích luôn. Nó rất là gọn nha. Cái này nó ngắn thì cái độ rủi ro của nó sẽ thấp hơn. Mình thấy cái pin này nó cũng rất là khỏe nha. Cũng rất là ok. Xe lên chứ. Chứ mà mình cho nó ăn vừa vừa thôi, chứ mình đừng cho nó ăn nhiều quá.
hơi ăn tí, cho anh mượn cái cưa Phi Phi. Nó hơi vô sâu rồi, cái lưỡi mình nó hơi ngắn tí xíu. Đó, rất là nhanh, nó hỗ trợ rất là nhanh. Khá là to. Mình sẽ thử làm lúa thử nha. Cái này mình có thể mình chạy những cái đường lũa được. Thì mình có thể mình chỉnh sửa theo cái chiều mình thích thôi. Cũng rất là tiện lợi nha. Thì mình thấy hay mình chia sẻ với cả nhà mình. Thì nếu mà mình có điều kiện thì mình nên tắm một cái như thế này để mà mình phục vụ cho công việc của mình nó thuận lợi hơn. Rồi xong, rất cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Rồi Sơn thân chào và hẹn gặp lại luôn. Bấm nút.
sắp đưa ơi. À, bé. Phi. Được không? Đây, cùng bắt đây. 1, 2, 3. Wow. Đứng không? Đã đã. Rồi, ok.